cùng hòa thân thành phượng hoàng, chị Lộ Tư liệu có đè bẹp được Cúc Định Y Bạch Lộc hay không? Chị Lộ Tư Bạch Lộc và Cúc Định Y bất ngờ đụng độ tạo hình phượng hoàng khiến dân tình tranh cãi. Cách đây không lâu, chị Lộ Tư đã vào vai nữ chính trong dự án phim Thần Ẩn. Đây là bộ phim tiên hiệp đại nữ chủ đầu tay của nàng Tiểu Hoa, nên nhanh chóng nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía công chúng. Từng bị nhận xét là không hợp vai vì thiếu tiên khí, thế nhưng Lộ Tư đã khiến nhiều người phải nhanh chóng thay đổi suy nghĩ. Ngay từ những tạo hình đầu tiên trên phim Trường Thần Ẩn, Lộ Tư đã nhận được vô số lời khen ngợi. Lộ Tư trong dự án tiên hiệp này được nhận xét giúp nàng tôn lên vẻ đẹp đáng yêu, trong trẻo của nàng Tiểu Hoa. Đặc biệt khi hoàn thân thành Phượng Hoàng, tạo hình đảo sư cực bắt mắt của Lộ Tư khiến nhiều người không thể rời mắt. Đây cũng được nhận xét là một trong những tạo hình đẹp nhất của mỹ nhân tinh hà sán lạn trên màn ảnh. Hai trước đó, Bạch Lộc cũng có màn hóa thân thành Phượng Hoàng khi đảm nhận vai nữ chính Lê Tô Tô ở Trường Nguyễn Tấn Minh. Tuy thể lượng trở thành Phượng Hoàng không nhiều, thế nhưng loạt tạo hình của cô nàng vẫn khiến dân tình không thể rời mắt. Đặc biệt bộ trang phục lộng lẫy của phim càng làm tôn lên vẻ đẹp cao quý cuốn hút của Bạch Lộc. Mới đây nhất, Cúc Định Y đã mang thân phận Phượng Hoàng tái xuất màn ảnh nhỏ trong bộ phim Hoa Nhung. Trong dự án tiên hiệp này, nàng Tiểu Hoa 9X có rất nhiều tạo hình bắt mắt. Tuy có nhan sắc xinh đẹp là vậy, thế nhưng Cúc Định Y lại phần nào mất điểm bởi lối trang điểm quá tay, phụ kiện tóc rậm rà rối mắt. Dù vậy, Hoa Nhung vẫn đang là dự án phim nhận được sự quan tâm lớn từ phía khán giả. Hiện tại tạo hình Phượng Hoàng của Bạch Lộc và Cúc Định Y đều đã được lên sóng. Dân tình đang vô cùng mong đợi chị Lộ Tư ở Thần Ẩn sẽ lên sóng trong thời gian tới.